Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm trước review cho anh em về cái Aru 2 tầng. Đấy, 2 tầng như này các bạn nhé. Thì nó sẽ lấy gió tươi 100%. Đấy, thì trong cái Aru 2 tầng này nó có một cái bộ phận gọi là bộ phận hồi nhiệt, hay còn gọi là heat recovery. Đấy, con này thì nó gọi là HR well. Thì nó hoạt động như nào? Nó gồm có những cái gì? Thì cái bộ hồi nhiệt nó đơn giản chỉ có thế này thôi các bạn này. Cái đầu tiên là một cái bộ điều khiển nhá. Thì cái bộ này nó trong nó có một cái biến tần. Cái biến tần này điều chỉnh tốc độ bằng cái tín hiệu analog. Đấy, và nó điều khiển, biến tần nó sẽ điều khiển cho cái động cơ như này. Và động cơ nó có một cái dây croa nó kéo một cái bánh xe hồi nhiệt này. Đây là cái động cơ của nó các bạn nhé. Động cơ của HR-Well. Thế còn đây là cái bánh xe của nó đây các bạn này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, đây chính là cái bánh xe của nó đây này. Đó, hình tròn tròn đấy nhá các bạn. Thì cái bánh xe này nó gồm có hai phần, nó chia làm hai nửa nhá. Một nửa bên dưới thì nó nằm ở quạt cấp này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây, các bạn xem này, nó một nửa bên dưới là ở phía quạt cấp này, cấp gió tươi ở phòng. Đấy, đây là cái lửa quạt cấp nhá. Thế còn một lửa ở bên trên thì nó nằm ở quạt hút. Có nghĩa là cái bánh xe này nó hình tròn. Đấy, các bạn nhìn thấy nó hình tròn nhá. Đây, nó hình tròn này. Đấy, và nó có hai phần, hai nửa, không phải hai phần mà nó là một cái bánh hình tròn ấy. Đấy các bạn, giống như là chiếc bánh gato. Nhưng mà đây là các cái lỗ nhá. Lỗ này nó sẽ thông từ đầu bên kia sang đầu bên này. Tức là nó sẽ thông qua hai bên nhá. Đấy, nó thông. Và cái cánh này là cái cánh tản nhiệt, tản nhiệt. Tức là nó thông, cái lỗ nó thông từ bên này sang bên kia. Đấy, và nó hai lửa nhá. Và cái bánh xe này nó quay được, nó quay được từ trên xuống dưới, nó quay vòng tròn thế này. Các bạn tưởng tượng nó quay, nó cứ quay vòng tròn này nhá. Thì cứ lúc nào một nửa trên một nửa cũng ở dưới. Đấy, thì cái nguyên lý hoạt động của nó là khi mà có cái sự chênh lệch nhiệt độ này. Đấy, thì ở phía bên trên đấy là không khí ở trong phòng nó ra, nó hồi về, tức là nó đi ra ngoài trời đấy, thì nó sẽ mang cái hơi mát ở trong phòng đi ra, đúng không ạ? Thế còn cái không khí ở ngoài trời vào thì nó sẽ mang cái không khí nóng từ ngoài trời vào. Đây, nó sẽ mang cái không khí nóng từ ngoài trời vào. Thế vào đây nó có cái sự chênh lệch nhiệt độ, tức là cái phần dưới này nóng, đúng không ạ? Phần trên lạnh, phần bên dưới thì nóng, trên lạnh. Thì cái bánh xe này nó có nhiệm vụ là nó đảo từ trên xuống dưới, nó quay từ trên xuống dưới thì nó tạo ra cái sự chênh lệch nhiệt độ, tức là cái này đang nóng thì gặp cái hơi lạnh ở dưới nó lại quay xuống. Đấy, thì cái hơi nó sẽ mát đi và cái không khí mà nóng ấy, ở dưới nó lại cuộn lên trên thì nó lại được thải ra ngoài trời. Thì cái nguyên lý cơ bản của cái con này là nó lấy nhiệt không lấy gió. Tức là một số cái dòng Aru mà một tầng ấy thì nó sẽ lấy gió hồi, có nghĩa là không khí nó sẽ chạy theo một cái vòng khép kín. Nhưng mà đối với cái dòng Aru mà có cái bánh hồi nhiệt này ấy, thì nó sẽ cấp 100% gió vào và nó lấy 100% gió ra. Có nghĩa là cái không khí nó được trao đổi liên tục nhưng cái nhiệt nó vẫn giữ lại. Đấy các bạn này, cái như con này nhá, thì cái công suất hồi nhiệt của nó đây, công suất nhiệt hồi nhiệt của nó là 209 kW, cũng là một cái công suất tương đối là lớn, 209 kW lạnh nha các bạn nhé. Có nghĩa là trong một giờ ấy, thì là nó sẽ quay vòng quanh như này. Đấy, công suất lạnh của nó là 209 kW nhé, nó khá là lớn đấy. Thì nó cứ hồi lên, nó cứ hồi như vậy thôi. Đây các bạn nhìn này, nó quay nhá, đây này, đấy nó sẽ quay như này. Đấy, và nó quay theo tần số của cái bộ biến tần này, và nó nhận cái tín hiệu analog và nó sẽ quay.
theo cái tín hiệu đấy. Những cái này mình thấy là nó rất là tối ưu, cái hệ thống nó mang 100% gió tươi nên là cái không khí nó rất là dễ chịu ở trong phòng nhé. Thứ nhất là nó không bị khô, thứ hai là nó không bị, tức là nó tươi, cái hàm lượng oxy nó nhiều. Đấy thì cái này nó có cái hệ thống thanh gạt đây. Thanh gạt này thì nó làm cho cái bẩn ở phía đầu này là nó được gạt tương đối là sạch. Nhưng vào trong thì có lẽ là nó cũng tương đối bẩn. Đấy, các bạn nhìn nào. Vào trong thì chắc là nó cũng sẽ bẩn hơn. Đấy thì sơ qua về cái HRwell các bạn nhé. HRwell hay còn gọi là bộ hồi nhiệt ấy. Đấy, mình thấy người ta gọi là bộ hồi nhiệt đấy. Nó rất là cao, nó cao bằng ga đu luôn. Nhưng mà cái khoang bánh xe của nó thì chỉ khoảng một nửa thôi. Đây các bạn này, diện tích khoảng bằng khoảng 50% thôi. Nhưng mà nó hồi rất là lớn như vậy. Chiều dày của nó rơi vào khoảng độ 40 phân. Thì 40 phân khả năng là chỉ 30 phân thôi. Đấy, một động cơ, một bộ. Đấy, cái này thì các cái dòng ASU của Việt Nam không biết là đã sản xuất cái này chưa. Nhưng mà mình thấy là thằng này của Anco của Đức này nó làm rất là hay. Đơn giản là chỉ là các cái cánh tản nhiệt thôi. Và nó luân chuyển cái nhiệt từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên, nóng thì đưa lên trên. Tức là cái sự chênh lệch nhiệt độ nó sẽ tạo ra cái hồi nhiệt này. Đấy, thì có một số cái tham số thì trên này chắc là người ta cũng ghi rồi. Đấy, sơ qua về hồi nhiệt nó như vậy. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Nhớ đăng ký kênh nhé các bạn nhé.